vốn là 6 thứ, tức là 6 ông thầy, mỗi ông thầy có 16 đệ tử. Mỗi đệ tử học được từ ông thầy một thứ đạo, như vậy diễn biến thành 96 thứ ngoại đạo, thì tông chỉ và kiến giải của họ đều sai lệch, chấp trước ít phần, tả tri tả kiến, cho nên gọi là ngoại đạo. Bồ Tát nguyện cho chúng sinh thọ được tránh tri tránh kiến của Phật giáo hóa, tin hiểu đạo lý chân thật mà sát lìa ngoại đạo tà kiến, lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn gần gũi các bậc thánh hiền có đức hạnh, thọ được sự đồng hóa của các ngài, nhờ đó mà tăng trưởng phẩm cách thiện lương, tích tụ căn lành. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trong tâm thường thường kính tin thiện tri thức, ưa thích tùy thuận, bậc trí hiền triết, cùng ở chung, cùng hoan hỷ.